điện tử Ánh Phương xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị đam mê âm thanh. Chúc các bác một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Và ngày hôm nay thì Ánh Phương sẽ giới thiệu với các bác để cho các bác lựa chọn được một đôi loa với giá thành hơn 10 triệu thôi. Nhưng chúng ta sẽ có cả một cái dàn máy như một sân khấu lớn ở trong phòng hát gia đình. Hoặc là những anh em chúng ta chuẩn bị lắp ghép, phối ghép phòng hát kinh doanh, thì đây là một trong những mã loa đủ chất, đủ tầm và giá thành hợp lý để cho anh em ta ghép phòng. Các bác đến với trung tâm điện tử Ánh Phương với cơ sở mới, địa chỉ An Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Chuyên về âm thanh, mỹ mái và karaoke gia đình, cũng như phối ghép những dàn máy sinh kiện. Thì anh Phương đang sử dụng một cặp loa DK mã cao nhất của dòng loa Bái Anh, đó là dòng loa DK LV12. Không cần nhiều, đầu tư đúng chất đúng chỗ, chúng ta sẽ có một cái dàn máy như ý. Tuyệt cú mèo rồi.
tần. Con tần đây. PK nó đẳng cấp ở chỗ này các bạn này. Toàn bộ hệ thống con tần nó quá khủng luôn. Dàn chở đồng, chở nhôm ở bên trong này. Toàn bộ tụ đã được bóc thông số, không thể làm nhái làm giả. Các cuộn cảm nó rất là phê. DK LV12 có tem, có thông số đầy đủ. Từ cái dây rắc này, từ cái dây rắc này cũng đã khẳng định về chất lượng của nó rồi. Dây đều có thương hiệu của DK hết. Từ cái dây nhỏ thôi các bạn. Bát của nó đây các bạn này. Bát England từ 19, từ rất khủng. Trong cái chất từ của nó, nó đã đủ chinh phục các bác nốt 20%. Đấy. Như vậy là các bác đã bị chinh phục bởi vì là cái bát, cái chép. Đấy, là 80% rồi. Màng của nó đây. Hai gân, vâng. Hai gân tròn, độ nhún rất tốt. Gân tròn thì độ nhún bao giờ cũng tốt hơn so với gân tam giác. Trông cái này nó phê đúng không? Bát rất nặng, to kinh khủng luôn. DK Anh Quốc, bộ phân tần này chinh phục nốt các bác là 10% nữa. Còn chất tiếng thì chắc các bác sẽ đủ để 100% rước em nó về để phục vụ gia đình. Quá chất luôn. Giá thành của cặp loa này hiện tại đang có giá là 11.500.000 đồng tại cửa hàng. 11.500.000. Bác nào có nhu cầu đầu tư thì alo cho em. Và bên cạnh này thì anh vừa cũng giới thiệu luôn cho các bác một cặp loa đời 4 số bát 30 JBL 4722A. Trong những dòng loa đỉnh cao của Mỹ về bát 30 sử dụng cổ từ 220 côn 100 tiếng bát. Còn chép của nó là chép tai voi, bông tiêu âm và ngâm. Bát đẹp man. Không ngờ rằng một cặp loa DK giá chỉ có 11.500.000 đồng mà nó lại hay như vậy. Tất cả các giải nó rất là tuyệt vời. Em thấy hôm nọ em bán 11.500.000 thì một số anh em bảo là sao cái khách bán 13 triệu mà thầy bán có 11.500.000. Thì xin thưa các bác là anh Phương tập trung vào bán loa Mỹ, còn những loa bãi thông thường thì rất ít khi anh Phương bán. Chỉ có những mã nào phải đảm bảo độ chất, độ hay mà anh Phương đã từng trải thì anh Phương mới bán đến. Ok, một lần nữa cảm ơn anh em đã theo dõi video. Và mọi chi tiết hãy liên lạc với anh Phương với số máy 097 1998 555.